Kính thưa toàn thể quý vị và nối tiếp chương trình, Lan xin được mời quý vị cùng đến với tiếng hát của chị Tiền sẽ gửi tặng cho chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ Phan Võ Thanh Hùng, ca khúc được mang tên Tình Trong Kỷ Niệm. Xin quý vị cho tiếng hát của chị Tiền một tràng vỗ tay được không ạ? Hãy subscribe.